Đánh giá nguyên nhân tai biến sau tiêm vaccine phòng COVID-19 tại công ty trách nhiệm hữu hạn Giày Kim Việt, huyện Nông Cống. Để đánh giá nguyên nhân các trường hợp phản ứng nặng xảy ra sau tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tại công ty trách nhiệm hữu hạn Giày Kim Việt, huyện Nông Cống, ngày 25 tháng 11 năm 2021, Sở Y tế đã tổ chức cuộc họp Hội đồng Tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng sau tiêm vaccine. Tham dự cuộc họp có các phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ trung tâm cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai, các chuyên gia của Văn phòng Chương trình Tiêm chủng Mở rộng Quốc gia Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Các thành viên Hội đồng Tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng sau tiêm vaccine theo quyết định số 967 trên QĐ-SIT ngày 9 tháng 10 năm 2020 của Giám đốc Sở Y tế. Lãnh đạo và các cán bộ chuyên môn Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm Y tế Nông Cống, Bệnh viện Đa khoa huyện Nông Cống. Sau khi nghe báo cáo diễn biến tình hình tổ chức tiêm chủng và các trường hợp phản ứng nặng sau tiêm vaccine phòng COVID-19 tại điểm tiêm công ty trách nhiệm hữu hạn Giày Kim Việt, huyện Nông Cống, ý kiến nhận xét đánh giá của các phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ trung tâm cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai, các chuyên gia của Văn phòng Chương trình Tiêm chủng Mở rộng Quốc gia Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Hội đồng đã thảo luận và thống nhất kết luận, kiến nghị như sau. 1. Toàn bộ quy trình cấp phát, tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển vaccine phòng COVID-19 tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế huyện Nông Cống và điểm tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tại công ty trách nhiệm hữu hạn Giày Kim Việt, huyện Nông Cống được thực hiện theo đúng quy định của Bộ Y tế và chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia. 2. Ngày 23 tháng 11 năm 2021, Trung tâm Y tế huyện Nông Cống đã tổ chức tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 mũi thứ 2 vaccine Verocell Trung Quốc cho người lao động tại công ty trách nhiệm hữu hạn Giày Kim Việt. Công tác tổ chức tiêm chủng, khám sàng lọc, tiêm vaccine, theo dõi sức khỏe sau tiêm vaccine được thực hiện theo quy định, chưa phát hiện sai sót chuyên môn trong tổ chức tiêm chủng, khám sàng lọc, tiêm vaccine, theo dõi sức khỏe sau tiêm vaccine. 3. Trong quá trình tổ chức tiêm chủng đã có 10 trường hợp phản ứng nặng sau tiêm vaccine. Toàn bộ các trường hợp phản ứng nặng sau tiêm vaccine nêu trên đều được phát hiện trong thời gian theo dõi sức khỏe 30 phút sau tiêm tại điểm tiêm chủng, được xử trí cấp cứu, điều trị theo phương án xử trí và theo phác đồ quy định tại thông tư 51/2017/TT-BIT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Y tế hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ. Đến nay, có 03 trường hợp tử vong, 01 trường hợp nguy kịch, 06 bệnh nhân còn lại đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. 4. Nguyên nhân của 4 trường hợp tử vong và 1 trường hợp nguy kịch nêu trên là sốc phản vệ sau tiêm vaccine Verocell phòng COVID-19. 5. Một số đề nghị của Hội đồng. Đề nghị Bệnh viện Bạch Mai và Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương tiếp tục quan tâm hỗ trợ trực tiếp chuyên môn, kỹ thuật cho tỉnh Thanh Hóa về xử trí các trường hợp phản vệ sau tiêm vaccine và trong quá trình tổ chức chiến dịch tiêm vaccine phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh quyết định tạm thời dừng việc tiêm chủng vaccine Verocell B2021-103398 trên phạm vi toàn tỉnh trong khi chờ Bộ Y tế quyết định việc xử trí đối với số vaccine Verocell B2021-103398 nêu trên. Giao Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, báo Thanh Hóa, các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh việc tuyên truyền về chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 để nhân dân ủng hộ, tích cực tham gia tiêm vaccine phòng bệnh, đồng thời lấy mẫu vaccine Verocell B2021-103398 theo hướng dẫn của chương trình tiêm chủng quốc gia gửi Viện Kiểm định Quốc gia vaccine và sinh phẩm để kiểm định theo quy định. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe.